Sao quy đi. Đức Huy L đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi nói thật các ông, tôi chưa thấy ông nào vừa đẹp dai, đá bóng hay, có tâm, còn có tầm như ông Labi này. Xin giới thiệu anh là Tabi, nếu không thích cứ việc ra đi. Lần lượt tiệm vùng đất Nam Định, với cái bóng đá thì là ma mị, dẻo dai như là Sati, đáng sợ như là Barbie. Mấy bạn fan gọi anh là thầy. Kính gửi thầy Tabi, em là một người rất đam mê FIFA và luôn cố gắng để cải thiện kỹ năng và trải nghiệm của mình. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế còn hạn chế, em không có khả năng nạp tiền vào game để nâng cấp ác như thầy như mong muốn. Em rất mong được thầy hỗ trợ để có thể nâng tầm tài khoản FIFA của mình và giúp em có cơ hội cạnh tranh công bằng và tiến xa hơn trong trò chơi này. Sự giúp đỡ của thầy sẽ là nguồn động lực to lớn cho em. Em xin chân thành cảm ơn và rất mong được thầy Tabi xem xét. Prestige Star làm đơn lên phường ấy nhỉ? Cứ như làm đơn lên phường ấy. Lần đầu tiên đôn tê cho thầy. Ôi xin cảm ơn Prestige Star, hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều lần tiếp theo để nói chuyện với nhau. Cảm ơn Prestige Star rất nhiều, cảm ơn em. Nick em là con Axian, chỉ có 500B thôi nhưng toàn là những con ảo dáng. Thầy có thể chiếu cố nhầm không? Em Vũ Fan Mân Đàn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy muốn build team nick em còn dư vài chục ca tỷ. Đấy, hôm nay thầy đang muốn làm cái nâng tầm với bạn này, các bạn ấy nghe thật sự luôn, nghe cái đôi dòng tâm sự này thì tôi nghĩ cũng chạnh lòng đấy. Nghe đôi dòng tâm sự này khả năng là thôi tôi phải vào nick của bạn có tên Zalo là Hưng Đỗ này. Đấy. À, ngó xem nào. Em Vũ Fan Mân Đàn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy để em nắm xôi với ít muối vừng. Ok luôn, xin cảm ơn em Vũ nhiều. Nhìn mà thương thật sự luôn, nhìn mà thương. Nhìn cái nick này. Khỏe nhất là Zo. Nhưng nếu mà thật sự luôn nick này nó chút, nếu mà bảo đá được không tôi nghĩ là vẫn đá được. Đó. Nếu mà bảo là yếu hay như nào thì tôi nghĩ là đá thì đá vẫn được thôi. Nick này vẫn đá được bình thường. Con ác này trông có vẻ là thật, nhìn có vẻ trông nhìn rất là thật. 426 này. Đó, 426 và 800pp. Thì không biết là bây giờ là nếu mà mình nạp vào thì bây giờ như nào thì cho nó tối ưu. Em vừa chơi sự kiện mà chờ thầy lâu quá, em xa bờ rồi. Xa bờ là chết rồi, không gửi cái thứ là chết rồi. Có oh my god, làm cái 2 lít vào đây. Đó, tôi đóng luôn 2 lít oh my god xong tôi mua thẻ cho các bạn đấy. Đó, em làm cái mã làm chuột à. Ok, cảm ơn Lương nhá. Cảm ơn Lương nhiều, thôi thì Lương mua qua của đây nạp quỹ nhá. Cảm ơn Lương. Đây là anh em tôi được 250 cho bạn đấy rồi. Cũng đi kêu gọi cái thứ 250 nào, nick cho tôi bạn ấy, gọi là cái nick bạn nó khỏe lên một chút. Cho em cái mã 50k, xin cảm ơn Thiago nhé, cảm ơn em. Thôi thì làm cái mã 50k đến từ Thiago Agatara. Rồi. Vào việc thôi thầy như cũ. Cảm ơn Vũ nhiều nhá. Như cũ là một nhót. Thế là mấy trăm rồi nhỉ? Thế là tổng được mấy trăm ta? Thế là lương 50 này, em mấy 50 này. À Thiago 50 này. Thế tôi 200 là 350 này, Vũ 1 lít nó là 450 này. Xin cảm ơn Thiago nhá. Mã 100k đem C7 về nhận. Nhận rồi, xin cảm ơn Nguyên Đoan. Đó, nhận rồi. Tôi cũng đang tính là build của C7 đấy. May quá thật sự luôn, có bầu đoàn đây. Làm luôn cả mốc 150 nhưng mà không cố được. Cũng muốn cố lắm nhưng mà không cố lên được ấy. Thì có cách nào không anh em? Giờ cũng muốn lắm. Nhưng bây giờ thì không cố được. Nào. Ôi trời ơi. Em Vũ Fan Mân Đàn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Muốn có ôi trời ơi. Cũng chào cực dễ luôn nha, Vũ nha, cực dễ. Chúc bạn stream vui vẻ. Tôi cảm ơn Flash ơi. Không biết là bạn đã mua tài khoản YouTube Premium chưa? Nào, full vòng khoảng bao nhiêu á? Khó đã donate nope. Cho Tabi 10.000 đồng. Được đấy. Mốc 150 thiếu bao nhiêu bật mã lên? Thiếu 150 này thiếu đúng 150, hiện tại mình có 131 rồi, mình thiếu đúng 2 lít. Thiếu đúng 2 lít. Nguyên Đoàn đã đầu nước cho Tabi 20.000 đồng. Cảm ơn Nguyên Đoàn. F10S quảng cáo. Mình cần pass lại đôi giày Joker mới được thầy tặng size 42 anh em có nhu cầu in nhớ mặt cười. Hôm qua tôi bảo tụi em Đoàn, nó bảo Đoàn ơi, thầy có chỗ thầy có chỗ nào bán giày không, tôi bảo thôi để tôi tặng luôn em Đoàn đôi giày. Mà bên Joker họ tặng tôi. Tôi chưa đi đấy, anh em biết tôi quý Đoàn nhà rồi. Em rể Quang. Đôi giày tôi chưa đi mà. Cho Tabi 10.000 đồng. Đây những cái gói này hy vọng là ra những con ngon nha. Ủa em đã ký quanh khỏi cái gì đã đầu đếp cho Tabi 10.000 đồng. Lại thiếu một tí mốc 200 à. Đúng một tí khó thể luôn, đúng một chút nữa thôi. Đó nó rơi vào tầm khoảng 29 điểm. Đó, nó rơi, chỉ rơi vào đúng một cái khoảng mà tôi nghĩ là khó có thể bù đắp được. Nó rơi vào cái khoảng đúng 29 điểm sự kiện. Đó. Dạo này thầy có gặp Su Ngang không? Su Ngang ở trên tầng trên này, Su Ngang chắc đang ăn cơm rồi.
Rồi, ok ok, lửa Pháp SP. Và đó là Killian. Ôi, không phải Killian rồi. Không phải Killian rồi, Papin à. Pháp này à, cũng Pháp luôn Pháp này. Hay là làm tí Pháp nhỉ? Killian em Papin. Ôi trời ơi. Nguyên đoàn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Xin phép sấy con vợ Đinh Bảo Phát. Với kinh nghiệm 15 năm tu tiên mà đạo hữu tu luyện bằng audio mà cô đọc bằng truyện chữ thì là cô biết chơi rồi. Cái gì đấy, là đấy cái món đấy là món gì vậy ta? Sao tôi không biết nhỉ? Mở em cái mã 200 thôi thôi anh em, thôi không cố chơi đến đây thôi, Thật chơi đây thôi, Bây giờ cái nick này nó đang khoảng 800 tỷ nhưng mà một loạt là toàn là những ảo giá, toàn là những con giá ảo trên trời. Đã donate cho Tabi 500.000 đồng. Em muốn có chút chữ xanh thầy ạ. À. Vũ comment lên, Vũ comment lên. Đó, lên tiếng đi, hét to lên. Ao. Hét to lên. Gói quà hai đâu rồi? Em đây à? Không phải Vũ nè không. Con mẹ tự dưng lắm Vũ thế. Tự dưng sao lắm Vũ thế? Con lợn kia đặt cái tên mất vệ sinh vậy. Trêu gì thì trêu nó vừa phải thôi. Mặc dù anh Hải Tao có đá gà tí nhưng đừng chửi anh Hải Tao như thế. Thích gì thì. Sao? Ok, tới đây. Tới đây, ok. Đấy. Rồi. Nope. Em rẻ can. Gà tút xô thôi mấy quả bùa TC này thôi. Nào. Sao? Hả? Vũ Lê đây này. Ôi nào. FBI đã đưa cho Tabi 10.000 Pháp ở Tây Ban Nha. Sao kênh này tự nhiên lắm Vũ thế tao điên tao bắn bỏ hết bây giờ. OC thế ơi, như vậy là 120 tuyệt vời. Ok, 730. OC gõ 9 đi, sao con gõ 9 nào. Nào, ok. Bây giờ gọi mấy con TC lên 9, hy vọng nó sẽ được. Không khả năng là mình búa hết Pháp đi anh em ạ. Khả năng tôi nghĩ là búa hết Pháp đi. Búa một tơn Pháp luôn đi. Mở ra những cái gói này xem nào, xem nó có được cái gì không. Rồi, trông nhìn ok đấy, chọn đúng người rồi. Người ta add premium và nick bạn xong vô chia sẻ gia đình là ok. Rồi, bù ST luôn. Bù ST, FA, ai nhỉ? Bù leo ST á. Bùa leo là ST à, tôi tưởng là đúp rồi nhỉ. Rồi thôi cũng được, kiếm được một chút. Không để anh em chờ lâu nữa thì sẽ quay trở lại con tên này ngay sau đây. Enzo Fernandez, NGD, đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy có thấy con trái nào trên tóc không? Trái. Huy, hò. Trái. Nope. Bể ba. Không được. Không tập luyện là thầy có. Cảm ơn em Enzo nha. Từ nãy giờ cứ hỏi con trái cay thật. Con trái, con chủng. Kubo, rồi phun vạch. Gattuso lên 9 Milan luôn. Nope. Nope. Ôi trời ơi. Tôi làm gì có tiền mà mua YouTube Premium hả ông ơi? Ngày nào ra đường tôi cũng chạy xe ôm xong kiếm The C 12K lại vào donate ủng hộ ông tuyệt thôi. Vời quá. Tuyệt vời quá, những người kia của tôi. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi. Ông khầy lừa đảo à? Sao ông bảo cái mã Premium được giảm 50k mà e-app vào dinh Premium có được đéo đâu? Cái... đồ lừa đảo, cái mặt nừng nức. Cái đấy là cái YouTube Premium chứ không đâu phải dinh Premium đâu hả siêu hình? Đó là cái tài khoản YouTube Premium. Nào. Cố vì một cái trăm ca. Mà trông nhìn nó vẫn ghê ghê, lấy con trai mưa vậy nhở. Nguyên đàn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Vũ. Đã mua 1 năm gói YouTube nha thầy. Xin gửi lời cảm ơn tới em Vũ. Một trong những gọi là trụ cột trong triều đình. Nào, lên là đầu tàu phải lên năm. Nope. Ôi trời ơi. Đầu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy chăm chỉ để cuối năm còn ấm huy choi. Thầy nhỉ? Huy choi. Nghe mà vì 100k mà vì 100k mất luôn sự nghiệp rồi. Như vậy là menú là cứ như là đúng rồi menú cái giờ Lyon. Như vậy là làm tí Lyon cho nó mới nhá. Mình cũng chưa build của Lyon bao giờ cả. Không có content mới à? Lyon suốt thế vãi cả lều, Lyon suốt luôn hả? Ảo thật đấy. Ấy, Bolit đây rồi, Lacazette đây rồi. Mày quá tìm được quả tiền đạo. Ok. Saquiri. Đây. Saquiri BTB là đẹp keng rồi. Vừa tiền không quá đắt. Đấy, 168 đẹp keng. Saquiri. Rồi bây giờ là con leo bán đi rồi, con leo được.
ba Cora. Ui giời, sao con này rẻ đấy. Abadi Pele này. Ủa Abadi Pele cũng được nhá. Fer cộng 8 team Colosseum. Như vậy là đấy, con này có được không anh em? Con này tôi thấy ok này. Abadi Pele này. Pele đi à? Ok được rồi, thế là đóng team Pele nhá. Dân đã donate cho tôi 10.000 đồng. Lần đầu donate thầy nhớ em không? Nhớ mà, nhớ em. Lần đầu donate em là dần dần đúng không? Đó, bây giờ là 700 nữa. Nó không có tiền rồi, nó còn cắt đi 100 của tôi nữa. Cái nick nó đang nghèo, nó còn bị cắt đi 100 nữa. Rồi tôi có kiếm thêm được chút, bây giờ mua cái tiền về trụ nào. Ôi giời ơi. Còn bị nó cắt thêm nữa. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sóc chảo ở nước ngoài ló gọi là thợ xào ạ. Ái già, cái thợ xào nghe được nhỉ, nghe khạnh khạng thế nhỉ. Julie. À Lulovic Julie à, nếu mà không mua được cái mua của Julie đá cho nó mới lạ đi. À không mua được quả ABD Pele thì mua của Julie đá cho nó mới lạ nhá. Một trong hai. Thầy có con nào cần giúp đỡ không ạ? Thầy hiện tại thì chưa có con nào ạ. Hiện tại đúng nhất là đang chưa có con nào cần giúp cả. Sao là còn con nào phải bay không nhỉ? Bruno Guimarães đá kinh lắm ạ. Ok được rồi. Bruno Guimarães. Úi giời, đây rồi, quả Lyon này khỏe thế nhở, chính là quả Lyon này tôi nhìn qua tôi thấy khỏe lắm đấy. Ố, quả Lyon này anh em nhìn không, nhìn mới build đến hàng tiền vệ nó cảm giác nó khỏe lắm rồi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn nha, dấu tên nhỉ. Thầy ăn được LSAT. Và chúc ăn được Lê Anh Tuấn làm gì? Ủa, Emerson, một thế lực ở Pháp mà thằng nào mạnh điên đây rồi, có thêm tiền từ việc bán Toni Kroos rồi. Như vậy là sẽ làm, đầu tiên sẽ là LB là vị trí của Emerson. Sao lại Lyon lại không CB công đùa thôi à? À mấy đội bóng nổi tiếng hàng vạn năm ở gọi là nước Pháp đấy, cái gì đấy? Lukepa đấy. Đó. Ủa Jerome Boateng nó này cứ kêu không có, chịu thật. Uầy. Đây. Đấy, CB công đây. Đấy Jerome Boateng. Mùa này hay nhất rồi gì nữa? Chê. Jerome Boateng đéo chê được nữa, chịu. Rồi như vậy RB đi. The Siglio. Hôm nay tao build team mà không tìm được cái người chê thật sự luôn. Tìm được một người chê cực khó ngày hôm nay. Thứ nào chịu nổi. Bây giờ khó build đấy nhỉ. Bây giờ mua cái như nào bây giờ. Chỗ thủ môn này bây giờ mua như nào ta. Thủ môn cộng 8 hay là mình đá tàn cộng mấy. Mình đá tàn cộng 5 mà mua thủ môn cộng 5 thôi. Đó. Làm con Tatarasenu đấy. Tôi bắt con này cộng 5 nha, cộng 6 đi. Đó. Con này đi. 1.5.2 rồi mà. Thủ môn thuận mỗi 1 chân à? 1.5.2. Thôi rồi, bắt mùa này đi, mùa này cho nó lương lậu cho nó ít. Lương cao cộng 5 à? Ok, thì được rồi, thêm một cap cộng 5 nhá. Cap cộng 5 vừa tiền, tôi nghĩ là vừa tiền hợp lý mà ASEAN cũng đã về rồi. ASEAN đã về, có mỗi đôi cánh thôi. Sau là mình sẽ nâng Benzema lên là được. Sẽ là ok, Luka Modric này. Ben Ú này mình sẽ đập lên 6 không ta? Ben Ú 112 đập lên 6 rồi. Ben Hú phải lên 6, xong rồi nếu mà không được không lên được thì mình thay Ben Hú mùa khác vì Ben mùa này cũ quá rồi. 2024 chuẩn bị 2025 rồi, giờ còn đang đá mùa 22 UCL đấy thì vẫn đi. À. Đến đâu thì đến, ui nó về 1 luôn mà. Ui nó về 1 luôn ạ. Không được, Luka Modric xem nào. Nope. Về một bán được, về không bao giờ cái con không ai đá cái con Ben Hú đi cả. Đó, không bao giờ không có người nào đá con Ben Hú hết. Tôi bây giờ cho đi là đúng rồi, là hợp lý rồi gì. Rồi ok, Ben Hú đi rồi. Ben Hú một lần đằng nào mà chẳng phải thay. Đó. Tôi nghĩ là Ben Hú này là ok nhất rồi. Chứ cái mùa kia nó xấu quá, mùa kia nó xấu và nó cũ. Thì đây, chúng ta làm tí Ben Hú mùa mới nhá. Lulovic Jolie. Khó đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhiều anh em là có những ai nhỉ? Khó nói. Chứ nói được thật. Tôi phải khó nói không? Rồi. Lulovic Jolie. Ôi trời ơi. Vào đây. Quyên. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. DCM Wagon làm ăn như cái đồng. Quấn rẻ vậy mất tiền của tao cho ông khầy chẳng lẽ cho mỗi thằng một chém. Ôi, bình tĩnh em ơi, cái gì đấy? Các em nóng, tính nóng như kem nhỉ? Uầy. Tám mai Beckham khám sức khỏe tại Lyon không có. Beckham là chưa mua xong, Juli về là được này. Như vậy là tôi đã hoàn thiện được xong team Color Lyon. Một team Color có thể nói là rất đẹp. Sắp tới anh em có thể chọn được những cái
sau những bản update anh có thể chọn được những cái mini phase này, thành ra là khi mà anh em có thể chọn lựa được ấy, thì tất cả nó sẽ mặc cùng màu áo này rất là ok. Đó. Còn bây giờ là mình đã chỉnh chút chiến thuật với con người này, với phong cách chơi này, với gọi là một team color nó mạnh như thế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi được rất nhiều những cái gọi là những cái phương án tấn công. Em Cường Hà Nội 2 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Cường nhá. Phải công nhận giờ thầy build đội hình lên tầm thật, tầm bậy tầm bạ. Còn như thế còn như nào nữa, thật sự Cường ơi, bây giờ còn có thể hơn được nữa không ấy? Với cái số tiền này build Liêu thì còn có thể hơn được nữa không, hỏi thật. Chuyên nghiệp 3 thì đội này chỉ còn Liêu này, chuyên nghiệp 3 mấy quả chuyên nghiệp 3 nhìn đội hình Liêu chắc chán mẹ luôn thật. Xuống hạng luôn. DLX lương fan mù ơ đã donate cho Tabi 10.011 đồng. Sân thì không chịu quét, cứ đâm đầu vào quét mã, bỏ đi nhá. Sân thì bố mẹ nhờ quét, cái sân thì không quét. Mà chỉ có quét mã là nhanh nè. Chưa ăn khớp nhỉ, trông nhìn con Liêu này trông nhìn nó chưa ăn khớp với nhau lắm. Juli. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.001 đồng. Bắt hộ. Chim vui vẻ. Bắt hộ. Xin cảm ơn bạn dấu tên rất nhiều của các bạn. Về mức danh này mà gặp Lee ông này nhá, Lee ông này đá hết tay nhá, nó thật luôn, đá hết tay lên thách đấu. Sạc quy đi. Đức Huy L đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi nói thật các ông, tôi chưa thấy ông nào vừa đẹp dai, đá bóng hay, có tâm, còn có tầm như ông Labi này. Wait, xin giới thiệu anh là Tabi. Nếu không thích cứ việc ra đi. Lần lượt thiệp vùng đất Nam Định. Với cái bóng đá thì là Mami. Dẻo dai như là Sati. Đáng sợ như là Barbie. Mấy bạn fan gọi anh là thầy. Cho mình đến kênh của Tabi. Đỡ. Con mẹ một ngày luyện 5.000 của FD đỡ đi. Này, một ngày luyện 5.000 của FD. Chắc đối thủ chưa gặp ai như vậy. Chắc đối thủ của tôi trận đấu này chưa gặp ai như vậy cả, chưa gặp ai có cái giáo án tập luyện nó dày như vậy thì làm sao mà chống được. Đôi bàn tay này đó, đôi bàn tay nó đã dỉ máu, những cái đầu ngón tay nó đã dỉ máu rồi. Vì sao? Mỗi buổi sáng ngủ dậy chống đẩy 500 cái, 1.000 cơ bụng, 5 của FD mạnh vậy. Khen ạ. Dấu tên đã đưa cho Tabi 10.000 đồng. Fan anh Messi dẻo dai như gì cơ, lính thì đọc thật to. Trời cho bọn em ơi, nghe coi. Không có, đấy là bạn Mili, bạn ấy viết lời, có phải tôi viết lời đâu, em cứ bảo à. Đây là các bạn Mili, bạn tác giả bài viết này, bạn ấy viết lời nhưng mà tôi đang cứ hỏi là dẻo dai như gì, em phải hỏi tác giả chứ. Thằng Sang nó mới chỉ luyện có khoảng 1.000 quả một ngày thôi đấy. Đó, nó mới chỉ có 1.000 quả một ngày thôi. Mà nó đã bú 10 triệu rồi đấy, bú 10 triệu được cái giải FD kinh rồi. Tựa game tôi yêu FD online. FD online. Yep. Về đúng danh cái thì đá khác biệt hẳn à. Trông đá nhìn rất là thoải mái nhỉ, đúng kiểu chơi bóng cái thứ ấy. Nhìn trông thoải mái thật. Ôi trời ơi. Nguyễn Trung đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Xin giới thiệu anh là Tabi. Nếu không thích cứ việc ra đi. Lần lượt tiếp vùng đến Nam Định. Với cái bóng đá thật là Mami. Thế thôi. Đến đoạn đấy là được. Thôi thế thôi. Đến thế thôi. Đó. Dẻo dai như là đến cái đoạn đấy tắt. Đến cái đoạn dẻo dai cái thứ khả năng tắt đi. Cái khúc anh em mong chờ nhất đâu à? Đến cái đoạn dẻo dai thứ thôi tắt. Không tiếng em lại hỏi cái dây hoài, con mạnh em cái dây bóng hoài. ACM Tabi, đầu con chó đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chào thầy, thầy có thể cho em xin .xin giới thiệu anh là Tabi. Ôi trời ơi. Một hai không lớn lên từ vùng đất Nam Định. Với những bóng đá thật là mơ mị. Bắt đi. Như là sa tị. Đáng sợ em là ba biết lương với thằng fan gọi anh đã donate cho ta biến cười của ta 110 đồng. Quan mẹ, nghe thì cho nghe hết đi, cho cứ nghe lưng chừng tay vờ lờ đang núp sở quả bóng. cảm ơn lương nhiều, cảm ơn thịnh ru á. Anh em cứ hỏi là làm sao để em đi tốt thì bây giờ tôi đưa ra giáo trình các thứ, anh em không tập luyện được thì bây giờ phải chịu sao giờ. Ôi trời ơi,
Im Quyên 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 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phải nói thật là dù ở rank siêu sao hay chuyên nghiệp 3 thì ông thầy đối mặt vẫn có mua vi siêu. Hey, xin giới thiệu anh là Tabi. Nếu không thích cứ vứt ra đi. Lên lên trên vùng đất Nam Định. Với cái bóng đá thật là ma mị. Dẻo dai như là Sati. Đáng sợ như là Barbie. Mấy bạn fan gọi anh là thầy. Cho mời lên kênh của Tabi. FD Queen, ông vua bán chuyên. FD Queen. Còn FD Queen. FD Queen. Tôi không thể quên được em, rời con mẹ đi luôn rồi. Giờ đi rồi chịu cũng nổi. Tôi đã cho Tabi 10.000 đồng. Thuê được quả diễn viên nhập tâm phết. Tôi quả nào không phải diễn viên vào đây. Nào quả nào, quả nào đứng lên bảo tôi không phải diễn viên thì vào đây nhanh lên. Đó. Không thể quên nhận kèo ghi một bàn bánh bảy. Khó ta. Nào. Cảm ơn. L đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thursday the Queen play FD Queen. FD Queen, trời ơi, FD Queen, FD King nhá. FD Queen, FD cứ như khoa trò nhỉ, thích khoa trò. Thích bây giờ tôi khoa trò làm cái solo FD, được không? Ôi trời ơi. Tôi rủ khoa trò ra làm cái solo FD. Đã cho Tabi 10.000 đồng. Cá mập báo quỷ 99, em kết bạn với thầy rồi đấy. Thầy vào đây em niệm cho. À, cá mập báo quỷ à? Bật cái fair play lên, không đá là không fair play đâu nhá. Không đá là đang hạt lắm đấy. Ok, có đá không? Nên biết con thoát ra nào, có đá không vậy? Uầy, sang nhỏ mở ra Manini CC8, chứ tôi mở ra Manini mà, có gì đâu. Chỉ Manini mở suốt, mở Manini, mà ra Manini của nó thì chán. Nào. Rồi. Bạn tôi kìa, tôi cũng không biết lời, tôi có biết lời đâu mà cứ hỏi à. Hỏi hoài. Dẻo dai như là cái gì đấy. Nguyễn Trung đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kèo 4 trái 100k. Ủa tôi xong rồi, cảm ơn anh Trung nhiều nhá, xin cảm ơn anh Nguyễn Trung. Nào. Benzema. FD King. Ôi trời ơi. Louis đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nghe bảo thầy ngày xưa chỉ ăn không chịu tập đúng không thầy? Tình, tịt vớ tịt vẩn. Ekip là ekip, bây giờ bốc tạm một con vợ trên kênh chat đi, giờ vẫn cứ kêu ekip thì giờ biết như nào bây giờ. Kèo 40 này nhận một cái 100k là xong rồi, còn kèo này xong rồi, không đi được đâu ấy. Khoa trò em đi kinh á. Bây giờ nhá, bây giờ tôi sẽ thi đấu khoa trò một cái cách gọi là xanh chín nhất, là cả hai thằng cùng ghi, chỉ được tính khi ghi bàn bằng FD. Sao mắc như vậy, có phải xanh chín đâu mà có lợi thế cho khoa trò luôn, vì nó đó là một điểm mạnh của nó. Cả hai thằng sẽ chỉ ghi bàn, chỉ được tính khi mà ghi bàn bằng FD. Bruno. Sức Tabi, đầu con chó đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lúc cái bà hay quá. Dẻo dai như là Sa Tị là đang khen Sa Tị mà mấy ông. Ừ. Ai chả bị khịa được cái này mất cái kia. Đúng như rồi. Kiểu mò dưới có World Cup thì bỏ cày lại không có. Bỏ cày có Euro thì mò dưới lại không có. Ừ. Cũng như cái ông Tabi này, có cái đầu sáng nhưng cái chân đéo ngon nên mới không theo được chuyên nghiệp. Nhân. Mày tôi bị theo chuyên nghiệp nên con vợ đấy nhá, làm gì có tuổi donate cho tôi, nói thật. Thế nhanh. Em tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi mà theo được chuyên nghiệp nhá. Này. Tôi theo được chuyên nghiệp. Ở đấy ấy, ở đấy mà sắp gọi là donate 10k sắp nói chuyện rồi. Khó, nó giật công đấy, lúc đấy chỉ có nạp một vòng sự kiện vào, anh em gặp nhau ở cái mốc cuối, thế thôi. Mà chắc gì nó được gặp. Đó. Chắc gì nó được gặp nhau ở mốc cuối nếu như công mở đỏ. Nó mở ra những kiểu ITM cái thứ thì hy vọng còn có. Nào, Sakuri. Wait, xin giới thiệu anh là Tabi. Nếu không thích cứ vứt ra đi. Lên lên trên vùng đất Nam Định. Với cái bóng đá thật là ma mị. Dẻo dai như là Sa Tị. Đáng sợ như là Barbie. Mấy bạn fan gọi anh là thầy. Cho mời lên kênh của Tabi. Con này mùa này chất 54 à? Ok, 54 với Sakuri tôi nghĩ nó cũng như 55 mà. Ôi trời ơi. Phiến phiến thì có gì đâu mà. Chloe đã donate cho Tabi 10.000. Cảm ơn Chloe. Tabi Tuấn Anh đi chuyên nghiệp thì tầm này là đồng đội của Công Phượng trong bếp. Nope. Mới có người trả nick YouTube có cờ lê kênh này của tôi 5 đồng thầy ạ. Ôi trời, lên đường quá. Tôi thật. Đấm nó ngay mày nghĩ chỉ đáng 5 đồng thôi, áo 10 đồng thì trôi. Thôi 5 đồng đi rồi, làm gì quá thế. 5 đồng đi rồi. Là cái Z. Ôi không được. Asian. Pen. Một cái động tác ngã quá dẻo đấy từ Asian. Người làm kẻ đâu. Karim Benzema đá Pen là chuẩn rồi. Nào. Nope.
Sao đối này gà thế, cái đối này đối chân chát, cái chát đấy bạn. Em bé Trang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Xin cảm ơn em bé Trang. Em thấy đội này yếu thật chứ không phải hơi yếu. Huy Thái Bình sẽ chứng minh điều đó. Thái Bình thôi em bé Trang ơi, em bé Trang vào lại vụt quất cho nó đổ hết người lên. Đó. Sao lúc đấy lại bảo tôi chết em sai rồi, tôi xin lỗi là sao em ngồi em xem trong im lặng. Cái nọ kia, em không lên tiếng gì nữa. Check danh thì check làm cái gì, bây giờ anh em trên kênh người ta muốn thi đấu mình thì quan trọng gì danh đâu mà. Thi đấu tôi bảo tôi thi đấu ôn danh mà anh em. Ôn danh. Tôi có muốn so match với God à? À các bạn cá mập báo quỷ 99 rồi nhá. Tôi thì lần sau nếu mà mình ngồi mình xem ấy thì mình ngồi mình cứ comment là kiểu là ôi thầy build được nhờ, build hay thế, nhìn em bé khỏe. Trang đã donate cho ta bị 10.000 đồng. Nói ít làm nhiều, em ép thầy rủi đó, vào sân nô đùa chút. Vào sân nô đùa chút, tôi hôm nay đá hại trận đấy kìa, tôi nhường lại những cái chủ ác, nó vẫn còn những cái trận cứng. Đó, phải nhường lại chủ ác để bạn trải nghiệm, đã thế thôi. Làm kèo solo 500k của mình ra, anh không em ơi, anh cứ nghe tiền là anh sợ lắm. Đó. Thôi, khả năng là mình dừng đây và chúc bạn Hưng Đỗ à, chắc bạn Hưng Đỗ chủ ác là sẽ có một cái niềm vui chơi game sau khi mà được nâng tầm nhá. Đầu con chó đã donate cho Tabi 10.000 đồng.